Chào các bác. Vâng. Theo yêu cầu của ba bác khách đấy, có gọi sang số 81 và hai bác có nhắn tin sang số 82 của em. Thì có yêu cầu là test một đoạn chất âm của cặp loa 727R. Model chuẩn của nó sẽ là SCE727R các bác nhá. Dòng này thì của nó là dòng gỗ thịt các bác nhá, gỗ thịt và là nó bóc tách từng miếng và nó ép lại với nhau. Đấy, chứ không phải là dòng gỗ MF nhá. Đây của nó hoàn toàn là gỗ thịt các bác nhá, và nó sẽ từng thớ nó sẽ ghép vào nhau. Đấy, thì theo yêu cầu của ba bác thì đây, em sẽ ghép một cái con, đây nó là con 7002. Một dòng đời rất là cao của KF. Đấy. Tức là nó là thuộc họ Ken các bác nhá, thương hiệu là Ken. Nhưng mà xét về cái dòng đời mà của KF ấy thì 7002 là nó là cái dòng cao nhất. Đấy. Hình thức thì các bác nhìn thực tế nhá. Thực ra cặp này thì cái video trước em có quay rất là kỹ rồi. Đấy, quay rất là chi tiết rồi. Nhưng mà cái này thì em chỉ quay lại thôi, còn chủ yếu là em sẽ test chất âm để các bác nghe thử nhá. Công suất của loa ở đây thì là maximum các bác nhá, tức là công suất tối đa mà có thể chịu được lên tới là 200W. Đấy. Tối đa các bác nhá, tức là kiểu như là em với các bác là sức là hiện tại đang là 50 cân mà mình có thể gánh được công suất, tức là gánh được sức tối đa lên tới là 70 cân. Đấy, tức là từ 70 cân đổ xuống là em với các bác cùng có thể là gánh được, đúng không ạ, bê được. Nhưng mà trên 70 cân là không bê được. Đấy thì cái loại cũng vậy. Họ ghi đây là 200W maximum, thì tức là công suất cực đại, công suất tối đa mà nó có thể chịu đựng được. Những cái dòng cao cấp này thì nó sẽ là cầu bắp chuối các bác nhé. Bắp chuối và trục của nó là trục đồng. Này, bắp chuối và trục đồng. Đấy, dòng này thì nó sẽ có hai cái cầu, hai cầu và được nối với nhau bởi hai cái thanh đồng hai bên. Rất là xịn. Bây giờ em sẽ lên nhạc các bác nghe thử luôn. Đấy, và có một bác trong ba bác có hỏi em là cái loa này nó có phân tần hay không, thì cái dòng này các bác nó là sản phẩm có phân tần bên trong các bác nhá, là một sản phẩm loa có phân tần bên trong. Bởi vì bản thân nó là dòng Buxell, đã là Buxell thì phải có phân tần. Bởi vì khi có phân tần thì các bác mới ghép được các loại âm ly khác nhau. Đấy. Thế nên là con này nó rất là dễ phối, tiếng cực kỳ chi tiết, bát đánh sâu, chắc, khỏe và tép rất là sáng luôn các bác nhá, cực kỳ sáng. Đấy, nói hay không bằng thực tế. Bây giờ em sẽ kết nối và lên nhạc các bác nghe thử luôn cùng với em nhá. Và sau đây em sẽ lên nhạc các bác nghe thử luôn nhá. Thank you.
Dạ vâng nhá. Vừa rồi thì có biết tại sao mà em lại có thể là mời các bác nghe một đoạn guitar không lời không ạ? Đấy, bởi vì là rất nhiều bác có thắc mắc với em rằng riêng những cái dòng loa đàn ông là không thể nghe được những dòng nhạc guitar không lời, bởi vì tép của đàn ông rất là tối. Nhưng cái đó là hoàn toàn sai các bác nhá. Cái đấy là nó tùy thuộc vào từng cặp loa các bác nhá. Tùy thuộc vào là từng cái cặp loa mà các bác đang chơi, đang sử dụng. Không phải là bất kể một con loa nào, đàn ông nào tép đều tối đâu các bác nhá, không phải đâu. Riêng dòng 727R là tép cực kỳ sáng luôn. Bởi vì sao các bác biết không? Tép của nó là dòng chép đom này, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tép của dòng này nó lại có phân tần bên trong. Phân tần rất khủng luôn các bác nhá. Chính vì nó có phân tần, nó mới phân chia được cái tần số các bạn. Nó phân chia cái tần số là gì? Tức là âm ly này khi đưa vào nhá. Khi đưa vào thì nó sẽ gặp bộ phân tần nó sẽ tách ra hai mảng. Một mảng là gì? Giải tần số cao. Một mảng là gì? Giải tần số thấp. Tần số cao thì nó sẽ lọc ra và nó đưa vào con tép này. Đấy, tần số thấp nó lọc ra nó đưa vào con bát. Chính vì vậy mà cái tép của nó được phát huy tối đa cái công dụng. Các bạn, tức là anh chuyên về nhiệm vụ là tép cái gì? Đúng rồi, tôi sẽ cho anh chỉ có giải lời thôi. Đấy, thế nên là tiếng của anh lúc nào cũng phải rõ ràng, rành mạch, chi tiết. Đấy, thì đây là cái thế mạnh của những cái dòng loa bookshelf của đàn ông các bác nhá. Bác nào mà thích chơi loa đàn ông nhưng mà muốn cái tép nó chi tiết và rõ ràng ấy thì các bác cứ chơi cho em những cái dòng bookshelf như này. Bởi vì bản thân bên trong nó sẽ có một cái bộ mạch phân tần, nó phân chia tần số rõ ràng chi tiết cho các bác. Đấy, nó phân chia mạch lạc ra thì con tép nó sẽ nhận được nhiều cái giải lời hơn so với cái việc là đánh trực tiếp, đánh direct. Đấy. Những cái dòng loa thì nó sẽ có nhiều con, kể cả hãng khác nào cũng vậy thôi, cũng sẽ có những dòng loa đánh direct. Đấy, nhưng nếu bác nào mà thích nghe những cái dòng nhạc guitar không lời hay là những cái dòng nhạc mà nó cần phải độ chi tiết cao thì các bác cứ chốt cho em những cái dòng loa mà có phân tần thì cái tiếng nó sẽ mạch lạc hơn, nó chi tiết hơn. Đấy, cụ thể như con 727R này, thiết kế đẹp mà chất âm hay, bên trong lại cấu tạo khủng. Đó. Công suất thì thôi khỏi bàn rồi đúng không ạ? 200 mắc của nó thì gọi là vô biên rồi. Đấy, dòng này thì cũng thuộc cái dòng gọi là được nhiều bác gọi là cái dòng mà có độ nhạy cao. Đấy, nó có thể ghép được những cái dòng âm ly có thể là size rất là nhỏ các bác nhé, có thể size rất là nhỏ nhưng cũng có thể phối được với con này. Bởi vì con này nó có độ nhạy rất là cao. Đấy, thì bác nào chốt con này thì alo cho em nhé. Bởi vì là giới thiệu mãi giới thiệu hoài thì nó cũng như vậy thôi. Cái quan trọng là các bác phải nghe thử đúng không ạ? Đấy, bác nào mà muốn nghe chi tiết thì hãy đeo tai nghe vào cho em thì mình sẽ lắng nghe được chi tiết hơn. Đấy, còn nếu mà muốn chi tiết nhất nữa, cụ thể nhất, đấy, mắt nhìn tay sờ thì em mời các bác đến 57A đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhé. À, mời các bác qua trực tiếp để các bác nghe thử, trải nghiệm thử, ngắm thử. Ok, vui vẻ thì lấy hàng, còn không thì mình có thể tham khảo. Ok chưa ạ? Rồi, em xin chào và kết thúc video tại đây các bác nhé.